Tôi đã chấm dứt viêm lợi nhờ việc thay đổi cách chải răng đúng theo phương pháp của Tổ chức Y tế Thế giới. Xin chào các bạn, rất vui được chia sẻ cho các bạn quá trình tôi đã làm như thế nào để có thể chấm dứt được tình trạng viêm lợi của chính mình bằng việc áp dụng kỹ thuật chải răng xoay tròn BAS cải tiến được khuyến cáo bởi Tổ chức Y tế Thế giới. Trước hết, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Anh Thư, chuyên ngành nha khoa đến từ Hà Nội. Với hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện và các phòng khám nha khoa lớn, tôi rất tự tin có thể giúp các bạn có những kiến thức đúng đắn về răng miệng và giải quyết được các vấn đề răng miệng của các bạn một cách tốt nhất. Vậy, chải răng như thế nào để có một hàm răng khỏe mạnh, say bye viêm lợi? Hãy xem hết video dưới đây để có câu trả lời bạn nhé. Trước đây, khi chưa làm bác sĩ nha khoa, tôi đã từng có rất nhiều vấn đề về răng miệng. Tuy đều là những vấn đề không quá nghiêm trọng nhưng mà rất là thường xuyên và dai dẳng. Và thời điểm đó thì tôi cũng rất là có ý thức về chăm sóc răng miệng, rất là chăm chỉ khi đi khám răng định kỳ, chải răng 3 lần mỗi ngày mà lợi thì vẫn rất là hay viêm và cứ thỉnh thoảng thì lại bị sâu răng. Sau này tôi mới gặp được một bác sĩ rất là thấu hiểu vấn đề của mình. Bác sĩ có hỏi là bình thường thì em chải răng như thế nào? Một câu hỏi mà không phải quá nhiều bác sĩ vào thời điểm đó hỏi đâu các bạn nhé. Cách chải răng của tôi lúc đó là chải răng ngang. Đây là cách chải răng rất phổ biến và hầu như ai cũng chải như vậy. Tôi không hề biết rằng chải răng ngang gây ra nhiều tác hại cho răng như gây mòn cổ răng, chấn thương lợi. Bởi vì động tác chải ngang không đi theo đường cong tự nhiên của lợi nên không thể làm sạch răng. Ngược lại, nó còn làm lợi chịu nhiều lực hơn. Do đó, ngay kể cả khi bạn không hề có cao răng thì lợi vẫn có thể bị viêm do sang chấn. Sau đó thì bác sĩ đã hướng dẫn cho tôi cách chải răng xoay tròn theo phương pháp PAS cải tiến. Đây chính là phương pháp chải răng được khuyến cáo bởi Tổ chức Y tế Thế giới. Và nhờ đó, sau một thời gian thì tôi đã chấm dứt hoàn toàn tình trạng viêm lợi của mình. Phương pháp chải răng mà tôi đã thực hiện như sau. Đối với mặt ngoài và mặt trong của răng, đặt bàn chải nghiêng một góc 45 độ so với bề mặt răng tại vị trí cổ răng. Sau đó, xoay tròn đối với mặt ngoài và mặt trong mỗi vị trí từ 4 cho đến 5 lần. Mặt nhai thức ăn, chải theo động tác tới lui. Các bạn nên chải răng 3 lần mỗi ngày, tốt nhất là sau bữa ăn khoảng 30 phút. Nếu bạn đang có các vấn đề về răng miệng như là mòn cổ răng, sâu răng, tụt lợi hoặc đang chưa chải răng đúng cách thì hãy tham khảo phương pháp chải răng này. Vì nó vô cùng hiệu quả và dễ thực hiện, tôi đã thực hiện thuần thục nó ngay từ khi chưa phải là bác sĩ nha khoa như bây giờ. Vì thế, tôi tin là bạn hoàn toàn có thể làm được như tôi. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc gì về kỹ thuật trên thì có thể comment ở bên dưới video hoặc liên hệ trực tiếp với bác sĩ Thư để được giải đáp đầy đủ nhất nhé. Bác sĩ Thư giải đáp tất cả các vấn đề về nha khoa.